Cháu chào chú. Cô đừng có tưởng mẹ con cô cố tình tránh mặt tôi mà tôi không biết đâu nhé. Chú thông cảm, mẹ con cháu cũng có nhiều việc phải lo ạ. Lo là đúng rồi. Tôi biết đấy, mẹ con cô lo cái việc gì rồi. Đừng có giấu tôi. Cô lo giữ thể diện chứ gì. Cái việc tày đình như thế, đáng lẽ ra cô việc tự báo cáo với chúng tôi thì mới phải. Chú xơi nước đi ạ. Cháu chào ông ạ. Còn vào đây làm gì? Về nhà nghỉ ngơi đi. Tốt quá. Có cháu dâu ở đây tôi cũng nói chuyện luôn. Có việc gì chú cứ nói riêng với cháu là được ạ. Cô nói thế là thế nào? Cái Phương ấy có còn làm dâu họ Phạm nữa hay là không? Ngồi xuống đi. Ông mất công lên tận đây chắc là có việc quan trọng ạ. Tôi nghĩ cháu nên có trách nhiệm. Chồng bận thì vợ phải làm. Việc họ là quan trọng nhất. Nhưng các cháu nó còn bận nhiều việc ạ. Cô không phải binh. Trước đây thằng Hoàng một tay nó chăm lo cho việc nhà, việc họ. Bây giờ nó gặp khó thì tôi thông cảm. Nhưng mà vợ phải làm thay thì là đúng rồi. Mẹ con cô phải biết đấy. Mấy tháng nay tôi phải đi nói đỡ nên ấy, mọi người ở quê trong họ hàng mới khỏi dị nghị đấy. Ông ạ. Chú ạ. Chuyện về quê cháu đã nói với mọi người dưới đấy. Mẹ con cháu không về được. Cháu đã quyết rồi và sẽ không thay đổi. Xin chú với mọi người ở dưới quê thông cảm ạ. Tôi thì thông cảm. Nhưng họ hàng người ta có thông cảm hay không? Họ nhìn vào, người ta coi thường ra. Họ nhà mình có phải là thiếu tiền đâu mà đến cái nhà này cũng đòi bán. Bán cái nhà này đi thì cái ban thờ của chú ấy có định để ở cái nhà thuê tạm bợ mà coi được à? Không ra cái thể thống gì cả. Chú ạ, cháu ở đâu thì chồng cháu ở đấy. Cháu tất lo được chu toàn. Cháu nghĩ việc này cháu không phải xin phép ai, cho nên cháu không có nhu cầu giải thích với mọi người dưới quê đâu ạ. Cô nói cái gì? Cô phận làm dâu mà cô ăn nói với bề trên như thế. Không sợ con dâu nó coi thường à? Dạ, vì anh Hoàng nhà cháu nợ nần là điều không ai mong muốn cả. Nên cháu nghĩ trong việc này mẹ chồng cháu có toàn quyền quyết định. Cháu ủng hộ ạ. Mẹ lo cho con, vợ lo cho chồng, đấy là lẽ thường tình. Xin chú đừng dùng những lời lẽ nặng nề như vậy. Mẹ con cô được lắm. Tôi lên đây định nói chuyện tử tế để tìm cách gỡ cho thằng Hoàng. Ở quê ấy, họ hàng đang đòi truất quyền đích tôn của thằng Hoàng đấy. Theo luật của dòng họ, ai mà dính vào vòng lao lý thì không bao giờ được tham gia với việc thờ cúng tổ tiên. Mà thằng Hoàng ấy, thì để dính đến cái án nặng như vậy. Nếu nó có tội thì sẽ không được về nhà như vậy đâu. Mọi người không được quy kết cháu Hoàng như thế. Luật đấy thì không thể sai được. Nhà cô phải làm cái lễ dập đầu ít nhất là dăm bâm với tổ tiên, các cụ và họ hàng. Mẹ con cháu sẽ không làm đâu ạ. Cảm ơn ông đã thông báo cho mẹ con cháu. Và nhân đây cháu cũng nói luôn, việc của họ ở dưới quê cháu sẽ không can dự. Nên ông và các cụ cảm thấy ai phù hợp thì cứ quyết định, cháu không ý kiến gì. Nói đi nói lại, cái việc của cháu ấy làm cho họ hàng cũng nhục lắm rồi. Ra đường cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn ai. Cúi hay ngẩng, đó là quan điểm của mỗi người. Cháu không có trách nhiệm phải đi gặp từng người để giải thích hay yêu cầu họ làm gì. Còn nếu thấy cần thiết, ông và các cụ cứ quyết định gạch tên mẹ con cháu ra khỏi gia phả. Cháu Hoàng đã nói như vậy, tùy chú và các cụ ở trong họ thôi. Việc gia đình cháu còn đang rối, chưa biết xử lý như thế nào, thì những việc khác không còn quan trọng nữa đâu ạ. Mẹ con cô nói thế, tôi cũng không ép nữa. Nhưng mà tôi nói này, mẹ con cô làm gì thì làm, cũng nên nghĩ tới vong hồn của chú Kha. Tôi về.